dân tiến con nhang lòng thành dân tiến con nhang thỉnh mời Thiên Chúa bản đền thờ giang lâm. Thank you.
Thank you.
đàn tiếng vượn thu Chúa thịt trầu thanh đồng ngọn lửa con tự tâm mang việc về tâu mang đầu phá ít cầu trời cầu Phật cầu đền tầng tam cầu phủ lại nơi đền chân suối con lạy Chúa. Chúa ban danh ban tiện cho họ lương con được đầu năm chi giữa nửa năm chi cuối để tăng phúc tăng thọ. Có tai thì qua có lạ thì khỏi bất bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ giá di là Phật lạy Chúa. Chúa khai minh khai sáng cho họ lương con được hái lộc khắp mười phương. Họ lương họ chỉnh con có một đi một nai. Trước họ lương con dâng Phật thánh. Sau này lạy Chúa, Chúa bán lộc ra thu lộc về cho họ lương con ạ. Cho họ lương con ạ. Dạ, A Di Đà Phật, cho được tay biên tay chép cờ bạc trần gian được thông đồng bén giọt. A Di Đà Phật ạ, cho được lưng ngọc bóng tặng quà. A Di Đà Phật lạy Chúa. Sống truyền
Thank you.